xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến cái chuyên mục review về cái hệ thống âm thanh nguyên bản trên những chiếc xe Mazda CX-5. Thì trên tay chúng tôi đây là cái Subo, một thương hiệu đến từ Mỹ, và cái này thì nó được thiết kế tại Nhật Bản. Đây quý vị và các bạn có thể thấy. Và đây là cái sub zin theo xe, thì cái thiết kế của nó thì nó sẽ làm theo dạng xoắn ốc, và nó sẽ đẩy cái e ra đây, đẩy cái hơi ra đây, thì cái âm siêu trầm của nó thì nó đặt vào trong hốc bánh xe, thì nó không có tái tạo lại được cái âm nó chuẩn xác, cũng như nó rất là yếu, rất là thiếu. Thì thường những chiếc Mazda CX-5 như thế này thì chúng tôi hay tư vấn cho quý khách hàng nâng cấp thêm vào một cái sub điện đặt ở dưới gầm ghế bên phụ. Thì hôm nay chúng ta trên tay, và chiếc đây là cái loa sub này, và chúng ta có thể thấy này, đây là cái cân nặng của nó, thì nó rất là nhẹ nên là nó cái chất lượng của cái sub nó mang lại nó không có được cao. Thì ở đây chúng tôi có một cái giải pháp khác là chúng ta nâng cấp một cái sub điện đến từ thương hiệu Radical. Đây là mã của nó là RA11T, với cái công suất khởi đầu của nó là vào khoảng 150W RMS. Thương hiệu này đến từ Mỹ nhá. Và đây cái sub đó, đây nằm ở vị trí này, chúng ta có thể thấy này, và tôi sẽ đặt cái này qua một bên đi. Thì về cái phương diện của cái sub này, chúng ta có thể thấy này, đây là một cái loại sub điện. Thì cái này là cái màn của sub đó, quý vị và các bạn có thể thấy là cái màn nó bằng kim loại này đó, và cái sub này rất là nặng, nó cái lượng không khí mà nó đẩy ra để nó tái tạo lại cái âm siêu trầm nó rất là nhiều, nên là nó sẽ cho chúng ta được những bài hát nó cảm xúc hơn. Vâng, đây là một trong những cái giải pháp dành cho những chiếc xe Mazda CX-5 khi mà chưa có sub hay là đã có sub rồi thì chúng ta đều có thể nâng cấp như thế này được. Thì đây là cái sub chúng ta đặt lên này, rất là nặng nhé. Thì một cái sub mà để nó mang lại cái chất lượng âm nhạc nó hay thì cái vật liệu cấu tạo nên nó phải rất là chất lượng. Thì cái vật liệu tạo lên cái sub này nó từ cái hợp kim và nó như là gang vậy. Thì một cái thùng sub mà khi nó được thiết kế nó kính như thế này và nó làm bằng cái kim loại, nó rất là nặng, thì nó sẽ cho ra cơm bát rất là sâu và rất là hay, rất là chi tiết. Và ngay cả cái màn này cũng bằng kim loại luôn nhé, được các bạn. Thì chúng ta sẽ đặt gọn ở đây giống như là cái sub zin thôi, và đây là cái sub bô. Cái sub bô này nó hoàn toàn bằng nhựa nhé, và nó chỉ có một cái để đẩy hơi ra. Vâng, thì sơ lược qua về một cái giải pháp để mà chúng ta có thể nâng cấp âm thanh xe hơi trên một chiếc Mazda CX-5. Ở đây là phiên bản đầy đủ với hệ thống loa bô, tuy nhiên thì cái subwoofer này nó tái tạo lại cái âm siêu trầm thì không tốt. Thì đây là một cái giải pháp. Một lần nữa thì cũng cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và ủng hộ dịch vụ tại cửa hàng Thuận Ý chúng tôi nha. Trân trọng cảm ơn.